Con kính chia buồn với nỗi mất mát của gia đình cô. Người ra đi để cho mình ở lại, người chết để cho mình sống, người vô thường để mình thấu hiểu được sự thật của nhân sinh. Không trước thì sau, không mau thì chậm, mọi thứ như nước chảy mây bay. Ai hiểu được điều đó trước, sống an nhiên giữa thực tại của thế gian này. Đó là điều chánh kiến người tu Phật cần phải hiểu. Đã áp dụng được ít nhiều giáo lý của nhà Phật, đó cũng là cái ân đức mà mình làm Phật tử mới có. Bởi vì vô thường không phải mang đến khổ đau. Mình đứng trước một dòng sông, nước vẫn chảy, mây vẫn bay, mọi thứ vẫn lưu động mà tâm mình an yên, nhẹ nhàng, tĩnh mịch. Vạn vật vẫn vô thường, sao tâm mình yên lặng? Vì mình không có dính mắc cái tôi sở hữu lên đối tượng kia. Cho nên mọi thứ vô thường mang đến đau khổ là bởi vì mình có sở hữu lên trên thứ mà mình yêu thương. Vậy yêu thương là nguyên nhân tạo ra đau khổ. Hạnh phúc làm cho mình dính mắc vào. Đó là điều thứ hai mình cần phải hiểu. Mỗi một nỗi khổ là bởi vì biểu hiện bên trong mình có một sự dính mắc. Nên trên đời đừng đi tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì không có thì hơi buồn chút, nhưng có rồi mình sẽ buồn cả đời. Người tu thiền làm gì để hồi hướng công đức cho quá cố người thương? Câu hỏi thứ nhất, người thương của mình chưa bao giờ không phải là thân tâm của chính mình hết. Nếu muốn làm gì đó như là món quà tri ân hay hỗ trợ phần nào cho kẻ lên đường xa xứ, thì trước hết người ở lại nước mắt đừng rơi. Vì họ ra đi, họ cũng không muốn. Mình không làm được gì mà tạo ra sự liên tiếp là chỉ làm cho họ khổ thêm. Để một người đi kẻ ở, mà người ở mắt không lệ rơi, kẻ đó ít nhất phải có mức độ bản lĩnh tỉnh thức của tâm hồn. Đó chính là thiền, hiểu được vô thường, vô ngã, lãnh hội được sự thật cuộc đời. Tâm của người mới vững chãi và không có phản ứng trước sự mất mát. Đừng nói đến chuyện làm gì hồi hướng cho họ. Trước hãy giữ mình cho vững chãi để khỏi làm họ động tâm. Mấy ai có thể làm được điều đó, tu pháp môn hay không tu, không cần biết. Chỉ cần người mình thương mà đi, mình có đủ bản lĩnh tiễn họ bằng một sự vững vàng, khiến họ tin cậy được hay không? Rất khó. Người tu thiền phải thấu hiểu được cái vô thường của một cái ngứa, đau, tê, dễ chịu, khó chịu của thân, thọ, tâm và pháp. Khi quán chiếu được và thấu hiểu được vô thường, vô ngã của vạn pháp sinh diệt, của danh và sắc, của tất cả những hiện tượng đến đi, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, đối với thân này, mình thấu hiểu được vô thường, vô ngã, không khổ đau, khó chịu, dễ chịu, lấy bỏ lựa chọn. Như vậy, đối với thế gian, mình bắt đầu mới viễn ly được. Vì thứ ta yêu quý nhất trên đời không phải ai bên ngoài kia đâu, mà tự ngã thân tâm này của chính mình. Nên khi ngồi xuống mà mình không dính mắc vào một ý niệm tôi, câu chuyện của tôi, thân, đẹp xấu, giàu nghèo, vinh quang, phú quý, hạnh phúc, đau khổ của tôi,
làm được không? Nếu được như vậy, với thân này mà mình viễn ly được, thì những thứ mà thân này sở hữu có khó để mình viễn ly chăng? Không khó. Nhưng nếu mình muốn làm gì đó cho bên ngoài mà thực sự mình chưa làm điều đó dưới bên trong, thì mình không chân thật có công đức hồi hướng được. Chỉ cần người ra đi mà mình vững chãi nắm lòng bàn tay họ, con sẽ chết một phần trong con với bà. Người thương của mình trước khi lìa đời hoặc đi xa, cầm được cái nắm tay của người ở lại mà họ cảm được năng lượng vững chãi, họ ấm áp vô cùng. Nhưng không, con người ai cũng yếu đuối, có một chỗ tựa nương hạnh phúc vô cùng, mất chỗ đó lòng ai cũng rên rỉ, thở than giọt nước mắt khóc cho người ở, chứ ai khóc cho kẻ đi. Những đám ma tiếng khóc đó cho người đi hay kẻ ở, khóc cho ta vì mất người mình thương. Nên cái thứ nhất mình có thể hồi hướng, đó là sự vững chãi của mình không làm họ động tâm đi tới một cõi mà họ chưa biết về đâu. Với cái sự vững chãi đó thì chắc chắn mình đã có cái giới định tuệ hằng ngày mình tu tập, tức là cái âm đức của mình do giữ giới sinh phước, do tu định có khả năng định lực trong tâm, do làm việc thiện, do bỏ việc ác, tâm định tĩnh khá mạnh. Cho nên ngồi xuống tụng cho họ một thời kinh, ngồi xuống niệm cho họ 2-3 tiếng đồng hồ câu A-di-đà Phật, tâm có người có thiền định, chế tâm nhất xứ rất dễ, dồn tâm lại một điểm rất dễ. Mặc dù ngoài kia dựng rạp lên, khóc la, mặc dù người trong nhà, anh em, chia năm sẽ bảy, tàn gia bối rối, mà cái người ngồi đó định tĩnh vững vàng, tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt cho cả nhà. Và bản thân họ đang nhất tâm cầu nguyện bằng câu A-di-đà Phật hoặc là một bài kinh đang tụng, thì cái năng lượng của họ khi chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, khi dồn tâm lại một chỗ không có việc gì không thành. Một kiền liên mà xuống được tới địa ngục bằng cái thần thông của mình là phải nhập định. Định tức là ở, thần thông tức là ở trong định mà di chuyển. Định là cái tâm của mình phải ở một điểm, mà ở một điểm là khả năng tâm của mình phải chánh niệm trong lúc thực tập hàng ngày, không để suy tư chen vào quá nhiều. Bước thì bước, nhìn thì nhìn, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, nói thì nói, không suy tư lo lắng muộn phiền chen vào trong hành động của thân. Hằng ngày mình tích lũy công đức khả năng định đó, đến lúc người mình ra đi, người thương mình ra đi, mình hội tụ cái năng lượng công đức mà mình tạo, cũng như khả năng chế tâm nhất xứ của mình đó, nguyện cầu cho họ, điều đó lợi ích vô cùng, giống như là một ánh sáng soi đường chỉ lối cho những người đang rộn ràng sợ hãi trong cõi u minh, không biết tái sinh gì đâu vậy. Thứ nữa, nếu mà người tu thiền có chút phần giác ngộ về lẽ vô thường, vô ngã, thì ngồi đó khai thị cho người mình thương trước lúc ra đi. Khai thị là sao? Là nói lên cái lẽ thật cuộc đời. Ví dụ 80 năm anh sống, mắt này đã thấy nhiều, tai đã nghe nhiều, tay mình nắm giữ nhiều, cuối cùng mình không buông, nó phải biểu mình buông. Nói cho họ hiểu về vô thường, nói cho họ thấu về vô ngã, nói cho họ kiếp nhân sinh là ảo mộng, nói cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng, và hãy yên lòng những việc còn lại mình sẽ tiếp tục giúp họ hoàn thành. Thứ nữa, mình giúp họ sám hối các cái tội, ví dụ như năm giới sát sanh, con nguyện vì cha sám hối tội sát sanh. Bao nhiêu kiếp quá khứ đến nay cha gây tạo, con đứng trên tên cha nguyện sám hối tội cho cha. Tội sát sanh, tội trộm cắp, tội ái ân tà hạnh bất tịnh ở nơi chốn già lam,
tội bất kính tam bảo, tội lừa dối, trộm cắp, tội rượu chè, nghe nhìn đồi trị, tội làm người khổ, tội khen mình, chê người, tội vạch lá tìm sâu, tội bất kính cha mẹ, bất hiếu sư trưởng. Con vì cha mẹ người thương xin sám hối hết. Trước khi họ đi, trong khi họ đi 8 tiếng mình niệm Phật liên tục, trong khi họ đi 49 ngày mình phát tâm ăn chay niệm Phật, giữ gìn trai giới, phạm hạnh, sống chân thật, lấy tiền của còn lại của họ, nếu được phép thỏa thuận anh em trong nhà, một lòng một dạ chí thành làm việc thiện, hồi hướng toàn bộ công đức đó vì cha, vì mẹ mình, vì người thương mình. Đó là người tu và người tu thiền có thể làm được cho người mình thương khi họ mất.